Người Thái nói gì khi những công ty hàng đầu thế giới đầu tư xây dựng chip bán dẫn ở Việt Nam? Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, các bạn thân mến. Vào ngày 21 tháng 8 năm 2022, trên kênh truyền thông tin tức Thái Lan, TNN Online, đã đăng tải một video với nội dung các công ty bán dẫn hàng đầu thế giới chuẩn bị chuyển cơ sở sản xuất chip sang Việt Nam để thoát khỏi áp lực của cuộc chiến bán dẫn giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đài Loan đang trả đũa lẫn nhau trong ngành này. Trang web VN Express đưa tin Samsung, nhà sản xuất chất bán dẫn số 2 thế giới, công bố đầu tiên yêu cầu chuyển cơ sở sản xuất phụ tùng, bán tự động một số dây dẫn được gọi là thiết bị gắn kết bề mặt, mô hình hàn mảng bán bóng đá hoặc mảng lưới bóng đến tỉnh Tài Nguyên, sẽ bắt đầu sản xuất vào giữa năm 2023. Ngoài ra, Việt Nam cũng là trung tâm sản xuất của Intel, công ty công nghệ lớn nhất ở Mỹ thành lập một nhà máy trị giá 1,5 tỷ đô la. Steve Long, giám đốc Intel châu Á Thái Bình Dương, cho biết Việt Nam có một môi trường kinh tế ổn định, chính sách thương mại và đầu tư ngày càng tự do hóa cùng lực lượng lao động trẻ và tài năng là lý do khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là tập đoàn công nghệ lớn. Đoạn video sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý từ dân mạng Thái Lan, với nhiều bình luận từ người Thái, cụ thể như một dân mạng Thái có tên FC Club cho hay: Việt Nam có chính trị ổn định, lương rẻ thì ai mà không muốn sang. Đã vậy trong thời gian gần đây, Việt Nam và Hàn Quốc lại có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp nữa. Việc Intel xây dựng nhà máy sản xuất chip tại Ý cũng nhằm thỏa thuận tăng cường sản xuất ở châu Âu, khu vực đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào chip nhập khẩu từ châu Á. Đáng đầu tư vào Việt Nam vì mọi thứ đều mới mẻ, họ cũng giống như chúng ta ngày xưa. Nhưng bây giờ tại sao chúng ta trông giống như chúng ta ngày xưa, vẫn dậm chân tại chỗ? Điều tôi thích duy nhất ở Việt Nam là các bạn trẻ rất năng động trong công việc, và có rất nhiều người trong độ tuổi lao động, có thể Việt Nam sẽ có một tương lai như Hàn Quốc, nhưng chế độ phải thay đổi trước đã. Hiện tại Việt Nam đang rất tốt, còn chúng ta, như mọi người có thể thấy, chúng ta thực sự có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết dần dần. Ở bên Việt Nam, có rất nhiều người tài năng, bởi vì chính phủ Việt Nam thúc đẩy công nghệ thông tin. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng Thái Lan có thể sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển sản xuất, nhưng cuối cùng thì Việt Nam đã ăn nên làm ra. Bây giờ các công ty đầu tư vào Việt Nam và Indonesia mà không đầu tư vào Thái Lan, không phải là vì chính trị, mà là do tuổi lao động nhiều, lương rẻ, người siêng năng, thị trường lớn hơn Thái Lan. Bây giờ chúng ta phải thay đổi, điều chỉnh, chấp nhận sự thật là đã kết thúc kỷ nguyên mà Thái Lan là mục tiêu được đầu tư, người Thái phải suy nghĩ và phát triển sản phẩm để xuất khẩu. Ít nhất nếu ta không thể xuất khẩu, thì phải tự sản xuất được những thứ mà ta phải nhập khẩu nhiều. Chúng ta đang thâm hụt hàng triệu đô từ Trung Quốc mỗi năm và nó tăng lên hàng năm. Đã đến lúc chúng ta phải đứng bằng chính đôi chân của mình, ít nhất chúng ta mạnh về du lịch, y học, sáng tạo. Lại hàng made in Việt Nam chất lượng chắc ngang Trung Quốc. Đã từng mua điện thoại thương hiệu nổi tiếng made in Việt Nam, vứt bỏ ngay tháng đầu tiên, rất hoang mang về chất lượng. Lương Việt Nam rẻ như cho không, thì công ty nào mà chả muốn vào chứ? Thái Lan bây giờ ở đâu trong ASEAN? Việt Nam ơi, thôi đánh trận mà tập trung phát triển đất nước là chính, chắc chắn chẳng bao lâu nữa Việt Nam sẽ vượt qua nhà chúng tôi mà thôi. Thái Lan có những nhà điều hành giỏi, như thế này thì không ai có muốn đầu tư vào là đúng rồi. Khi tôi nhìn vào Thái Lan, chúng ta sống như người Thái, bình tĩnh như một số người mong muốn. Việt Nam đang cai trị bằng chế độ nào? Nếu nói một cách mát mẻ, thì xấu ở đây là như thế này, con người ở đó luôn tuân theo. Do đó, không có đám đông nào bạo động để bòn rút sự thịnh vượng. Thái Lan bây giờ hãy chờ các triệu phú Việt Nam đến sinh sống và ăn ở, và đi du lịch lại như bình thường. Bởi vì các thương vụ giao dịch nước ngoài khác đều đã bị họ lấy đi tất cả. Người dân Thái Lan không đoàn kết, biểu tình, gây hỗn loạn không dứt, gây mất ổn định chính trị. Học sinh thì toàn xã hội đen, cha mẹ cho đi học, không quan tâm đến việc học hành, chém giết lẫn nhau ở hầu hết mọi nơi. Bây giờ ở mọi lĩnh vực đều cần kiến thức làm việc, nên không ai muốn chuyển sang Thái Lan chút nào cả. Đã vậy lương còn cao hơn Việt Nam nữa. Các trường đại học tự xưng là trụ cột của Thái Lan, nên đóng cửa các ngành học tụt hậu và bắt đầu giảng dạy công nghệ bán dẫn. Nhưng chắc họ sẽ không làm, vì nếu thời đại mất đi những người thầy thì họ sẽ mất việc. Trên đây là một số bình luận được mình trích ra từ video. Các bạn có ý kiến như thế nào về video trên? Các bạn đồng tình hay phản bác bình luận nào? Hãy đừng ngần ngại mà bình luận bên dưới để mình biết với nhé. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.